truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Kiều Tiên và Như Thảo kính chào quý thính giả. Mời quý vị cùng nghe bản tin lúc 7 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, bản tin sáng nay thứ bảy ngày 20 tháng 4. Bây giờ, mời quý thính giả đến với những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 19 tháng 4, đoàn công tác Ban tuyển sinh quân sự tỉnh do Thượng tá Đào Văn Sĩ, Phó Ban quân lực Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại thị xã Trảng Bàng. Thời gian qua, Ban tuyển sinh quân sự thị xã Trảng Bàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn giai đoạn 2021-2023. Thị xã Trảng Bàng có 131 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường quân đội, trúng tuyển 15 thí sinh và đạt tỷ lệ 11,5%. Tuyển sinh cán bộ ngành quân sự cơ sở có 16 thí sinh dự thi, trúng tuyển 13 thí sinh, đạt 81,3%. Năm 2024 thị xã Trảng Bàng có 33 thí sinh đăng ký dự tuyển, tham gia sơ tuyển 27 thí sinh, đủ điều kiện sức khỏe 17 thí sinh. Các thí sinh đăng ký dự thi trúng tuyển ban tuyển sinh quân sự thị xã đều thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh nội bộ của địa phương. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác tuyển sinh quân sự của địa phương, chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời giải đáp một số vướng mắc trong công tác tuyển sinh quân sự tại địa phương. Chiều ngày 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu cùng với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hà long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tân Hà là một trong bốn xã biên giới của huyện Tân Châu. Năm 2018, xã Tân Hà đã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, xã được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, 100% các tuyến đường giao thông tỉnh huyện đã được trải nhựa, 100% các tuyến đường xã ấp đã được bê tông hóa, 95% các tuyến đường nội đồng được cứng hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân của xã đạt trên 87 triệu đồng một người một năm. Từ năm 2018 đến nay, xã không còn hộ nghèo trung ương, hiện nay chỉ có 21 hộ cận nghèo và 21 hộ nghèo cấp tỉnh, 133 hộ có mức sống trung bình, lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 86%. Tại buổi lễ, ông Trương Tấn Đạt Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Tân Hà. Trong ngày nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương, tình trạng người dân sử dụng rượu bia, tham gia giao thông là khá phổ biến. Ghi nhận phóng viên lực lượng chức năng đã xử phạt 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, trong ngày nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương 30 ngày 10 tháng 3 nhằm ngày 18 tháng 4 năm 2024, lực lượng chức năng vẫn duy trì việc kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm, trong đó tập trung xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, đã xử lý 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, việc kiểm tra xử lý vi phạm giao thông được thực hiện thường xuyên liên tục với phương châm quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm phải thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ tạo chuyển biến tích cực về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thưa quý vị rừng phòng hộ châu tiếng có diện tích phải thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt trong mùa khô 2024 là trên 24.000 hecta rừng trái rộng trên nhiều địa bàn, vì vậy khó kiểm soát tất cả các hoạt động của người dân vào rừng. Lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng đang tổ chức trực phòng cháy chữa cháy 24 trên 24, nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho rừng phòng hộ giữa cái nắng tháng tư như thiêu đốt. Rừng phòng hộ Châu Tiến có địa giới hành chính nằm trên địa bàn 5 xã của huyện Tân Châu và huyện Chí Minh Châu. Với địa bàn rộng lớn và nhiều khu vực giáp ranh, việc đảm bảo an toàn cho các cánh rừng phòng hộ là điều không đơn giản ngay từ đầu mùa khô, ban quản lý khu rừng phòng hộ đã nỗ lực củng cố đội ngũ, thành lập tổ phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 với 16 tổ trực phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở. Ông Phạm Chí Trung, giám đốc ban quản lý khu rừng phòng hộ Châu Tiến cho biết. Riêng cái lực lượng bảo vệ rừng là chúng tôi có 60 người. Tuy nhiên về cao điểm mùa khô thì chúng tôi chúng tôi là thuê thì những cái hợp đồng lao động và tăng cường là ba người mà bố trí những cái địa điểm mà trọng điểm gia rừng và chúng tôi đã tổ chức được cái hội nghị ký kết cái quy chế phối hợp từ tháng 1 năm 24 giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, ủy ban dân các xã và các đơn vị trú đóng trên địa bàn đồng thời giới xây dựng củng cố lực lượng ban quản lý khu rừng phòng hộ chủ tiến xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với tình hình thực địa đảm bảo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện công cụ tại chỗ hậu cần tại chỗ Ban quản lý khu rừng phòng hộ Châu Tiến đã xây dựng được bản đồ phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích 172 ha. Đơn vị đã tiến hành xử lý đốt thực bì tại các trảng cỏ lớn trong rừng và các tuyến đường đi, các đường ranh bờ lô nhằm tạo đường băng trắng cản lửa. Mùa khô năm nay, đơn vị cùng bố trí lắp đặt và đưa vào sử dụng hai máy camera quan sát lửa rừng được lắp đặt tại hai tháp canh lửa thuộc đội quản lý bảo vệ và phát triển rừng áp con trăng và suối bà chêm ông Phan Chăn Huy, đội trưởng đội quản lý và bảo vệ rừng Áp Con Trăng thuộc ban quản lý khu rừng phòng hộ Châu Tiến nói. Có tổ trực máy camera ở đây cảnh báo. thì vị trí đám cháy thì cái, cái tổ quân tá đó đến vị trí kịp thời, không để xảy ra cháy lan. vừa qua thì cũng có xảy ra cháy mà cháy nhỏ, không có đáng kể. vì lực lượng đã phát hiện xử lý kịp thời, sẵn sàng, nhiệt tình bất cứ cái khó khăn vất vả nào là, 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 hoàn thành nhiệm vụ. Đội quản lý bảo vệ và phát triển rừng áp con trăng đã quan sát màn hình camera phát hiện tổng cộng 8 trường hợp cháy và triển khai lực lượng chập tắt ngay từ ban đầu với diện tích đám cháy lớn nhất là 800 m vuông nhỏ nhất là 50 m vuông Do xử lý kịp thời nên các đám cháy chưa gây thiệt hại đến cây rừng, chủ yếu ảnh hưởng lớp thực bị dưới tán. Hiện nay cấp dự báo cháy rừng là cấp 5, mức cảnh báo nguy hiểm nhất. Ban quản lý khu rừng phòng hộ Châu Tiến tiếp tục tổ chức trực phòng cháy chữa cháy 24 trên 24, nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho rừng phòng hộ trong cao điểm mùa khô. Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 4 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chuyên trang điện biên phủ vietnamnet vn do thông tấn xã Việt Nam xây dựng, hội tụ thông tin đa dạng, chuyên sâu, có hệ thống bằng các loại hình như văn bản, truyền hình, đồ họa, mega story, podcast và được thực hiện bằng ba ngôn ngữ Việt, Pháp và Anh. Điểm nhấn của chuyên trang là không gian trưng bày trực tuyến 70 bức ảnh được chia thành hai chủ đề: Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lừng lẫy Nam Châu, Chấn động Địa cầu và Điện Biên cất cánh. Những bức ảnh được khai thác từ kho tư liệu ảnh do chính các thế hệ phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thực hiện, qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh về tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cùng những thông tin được cập nhật liên tục về tình cảm của người dân cả nước đang hướng về Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân, ý nghĩa, tiếp tục khơi dậy tinh thần, chiến thắng Điện Biên, sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại. Phiên đấu thầu chàng miếng đầu tiên của năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ hai tuần sau. Ngân hàng nhà nước đang chuẩn bị đấu giá vàng biến để tăng cường cung ứng thêm vàng cho thị trường. Việc này được thực hiện theo quy định tại nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Hiện Ngân hàng nhà nước đã làm việc với các bộ ngành về việc tổng kết toàn bộ nghị định 24 và đang trình lên Chính phủ phương án sửa đổi. Ngân hàng nhà nước đã trình Thủ tướng tổng kết nghị định 24, đã lấy ý kiến các bộ ngành, trình chủ trương nên sửa nghị định 24. Thực tế việc quản lý thị trường Giang cần giải pháp đồng bộ từ phía các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm và hóa đơn điện tử nhằm minh bạch thị trường. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, tăng trưởng của khu vực châu Á Thái Bình Dương bất ngờ tăng lên trong nửa cuối năm vừa qua do nhu cầu nội địa thúc đẩy mạnh mẽ, nhận định vừa được quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra vào ngày 18 tháng 4 về triển vọng kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương trong khuôn khổ hội nghị thường niên mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại thủ đô Washington của Mỹ. Theo IMF, tăng trưởng của khu vực châu Á Thái Bình Dương ước tính đạt 5% trong năm 2023, cao hơn nhiều so với mức 3,9% ghi nhận năm 2022 và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo của IMF vào tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, IMF dự báo tăng trưởng của khu vực này năm 2024 đạt 4,5%, theo đó châu Á Thái Bình Dương sẽ đóng góp khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu. Ngày 18 tháng 4 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Venezuela. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Maduro Moros. Tại cuộc gặp, Tổng thống Maduro bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1989-2024. Tổng thống Maduro bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam trong những năm qua, gọi Việt Nam hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Venezuela. Hai bên đã nhất trí tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ quan điểm giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trường Liên Hiệp Quốc. Ngày 18 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Israel đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về việc viện trợ cho giải Gaza, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi Israel tiến hành thêm các hành động để giúp đỡ người dân ở giải đất này. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết, trong cuộc điện đàm của người đồng cấp Israel, Joad Galen, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi về tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì dòng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, bao gồm thông qua tuyến đường mới từ cảng Ashdod ở Israel. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình ở Trung Đông sau những diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel. Cùng ngày, trong cuộc họp mở rộng của nhóm tư vấn chiến lược Mỹ-Israel với sự tham gia của các phái đoàn, liên ngành, hai bên đã thảo luận về kế hoạch của Israel tấn công thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Tại cuộc họp, giới chức Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại với các phương án hành động khác nhau ở Rafah. Phía Israel đã đồng ý xem xét những mối quan ngại này, đồng thời nhất trí sớm tổ chức các cuộc thảo luận tiếp theo. Ngày 19 tháng 4, Ai Cập đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran, đồng thời kêu gọi các bên hết sức kiềm chế. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Ai Cập cho biết, nước này quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Ai Cập cũng cảnh báo về những hậu quả của việc xung đột lan rộng và sự bất ổn ở khu vực. Cùng ngày theo nguồn tin từ giới chức Iran, nước này không có kế hoạch trả đũa Israel ngay lập tức. Theo đó, Iran chưa nhận được thông tin về bất cứ mối đe dọa nào đến từ bên ngoài và các cuộc thảo luận trong nội bộ Iran đang nghiêng về hướng xâm nhập hơn là một cuộc tấn công. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz, chương trình do biên tập viên Minh Thư, phát thanh viên Kiều Tiên Như Thảo, kỹ thuật viên Tuyết Vân thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!